Nam mô Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng và quý liên hữu đang trực tiếp online qua màn ảnh nhỏ. Hôm nay ngày 2 tháng 9 năm 2016, nhằm ngày mùng 2 tháng 8 Bính Thân, với sự đồng ý của sư phụ Thượng Giác Hạ Nhàn và sự khích lệ của quý thầy trong ban quản tự cho phép thánh tệ con được ngồi tại đây, tỉnh Thất Quan Thế Âm Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng xin được phép chia sẻ những cái sự hiểu biết của mình về bộ kinh Vô Lượng Thọ. Trong quá trình chia sẻ, nếu có điều chi sơ sót, trên kính mong sư phụ từ bi thương tình chỉ dạy. Và kính thưa quý đại chúng vui lòng góp ý cho chúng con và ai đi nào không? Cổ đức có câu: thân người có được, Phật pháp có nghe. Chúng con thấy điều đó đúng. Con người chúng ta sinh ra rồi lớn rồi già, rồi đau rồi yếu liền qua một đời. Từ thở nhỏ, chúng con đã có một cái thắc mắc là chúng ta sinh ra rồi lớn lên, đi học, lập có công ăn việc làm, lập gia đình, có vợ sinh con rồi nuôi cháu, đến già bệnh rồi chết. Sao cuộc đời con người nó quá là vô vị như vậy? Nghi vấn đó không ai giải đáp, bần khoăn đó không ai tỏ ngộ. Tình cờ con mới thỉnh được một cái chiếc đĩa 10 công đức niệm Phật lớn tiếng của Đại Đức Thích Giác Nhàn. Và người con như bừng tỉnh, niệm Phật một cách vui vẻ. Tuy rằng trong kinh Phật, Đức Phật đã có nói có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A-di-đà hiện đang thuyết pháp, nhưng không có ai quật khởi cho chúng ta tính tâm niệm Phật cầu vãng sanh. Quý Phật tử có biết không? Bây giờ thân người chúng ta đã được, Phật pháp chúng ta đã được nghe, chỉ còn một điều nữa là chúng ta phải chân thành cầu chánh giác. Chánh giác ở đây chính là cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Những điều chúng con vừa nói đã được thể hiện thật rõ nét qua hai câu kinh. Chúng con xin được phép đọc kinh văn. Giả sử cúng dường hằng sa thánh, không bằng kiên dõng cầu chánh giác. Cúng dường là một việc làm dùng tâm thành kính, cung kính, thường thường của người nhỏ đối với người lớn. Nếu chúng ta dùng tâm chân thành dâng lên một những món quà, những tận tài tịnh vật cho người lớn hơn mình thì được gọi là cúng dường. Còn bố thí thường thường sử dụng cho người lớn đối với người nhỏ. Nếu chúng ta dùng cái tâm mình cung kính, chân thành, tha thiết dâng lên những phẩm vật, những tịnh tài, tịnh vật cho người khác thì được gọi là cúng dường. Còn ngược lại thì được gọi là bố thí. Có câu nói: của cho không bằng cách cho. Nếu những quý Phật tử nào mà nghe được việc này, chúng ta áp dụng về trong gia đình, trong cuộc sống hàng ngày. Cái này những Phật tử nữ thường thường có kinh nghiệm nè, là khi chúng ta đến chùa tỉnh Thất Quan Thế Âm, dùng cái tâm chân thành cung kính của mình để làm những buổi ăn dâng lên cúng dường cho quý thầy quý chú, thì bây giờ chúng ta hãy đem cái tâm đó trở về gia đình mình và làm những món ăn dùng cái tâm chân thành tha thiết cung kính để dâng lên cúng dường cho ông bà cha mẹ chồng con mình, thì chắc chắn gia đình này sẽ được hạnh phúc. Có một số những Phật tử khi mà chưa học Phật đi chùa thì gia đình rất là im ấm, nhưng mà khi mà đi chùa học Phật lại Phật rồi thì tự nhiên gia đình trở nên bất hòa, lộn xộn, không im ấm như trước. Nguyên nhân là do đâu? Nguyên nhân chính là do chúng ta học Phật
biết được một pháp môn tịnh độ quá thù thắng, quá vi diệu. Một đời này có thể chấm dứt sanh tử luân hồi, một đời này có thể ra khỏi sông mê biển nghiệp. Quá, pháp môn này quá thù thắng. Chúng ta liền đem những gì chúng ta học được về nhà mình, áp đặt trong gia đình một cách đường đột. Ông phải làm như tôi nè, bà phải làm như tôi nè, con phải ăn chay giống mẹ nè. Ông làm cái việc đó là không có giải thoát đâu nha, con làm cái việc đó là đọa lạc luân hồi đó. Chúng ta thuyết pháp một cách đường đột. Khi thuyết pháp phải khế lý, khế cơ và khế thời. Đức Phật có dạy rằng nếu mà chúng ta đầu tiên phải thỏa mãn cái mong ước của chúng sanh, sau rồi mới đưa chúng sanh vào Phật tri kiến. Như để cho gia đình mình được Phật hóa, mà mình phải đầu tiên phải thỏa mãn đi những cái mong ước của người chồng. Và những người chồng họ thường có những mong ước này. Trong đây con thấy có một số Phật tử nam á, nên bây giờ con xin được phép đưa ra những cái mà cái mong ước, cái khao khát của người chồng. Thường thường trong gia đình họ có những cái mong ước này, xem quý Phật nam Phật tử thấy điều đó có đúng không. Điều thứ nhất là người chồng trong gia đình mình mơ ước có một người vợ ngoan hiền, hiếu thảo với cha mẹ chồng. Và những người phụ nữ hiện đại đang mắc một sai lầm lớn, đó là cứ muốn người chồng mình dành trọn hết tâm tư tình cảm đối với mình, không chia sẻ cho bất cứ một ai, kể cả đó là mẹ ruột của chồng. Tiền lương hàng tháng về mà chồng có đưa cho mẹ một tí xíu thì người vợ biết được thì nhăn nhó khó chịu, cứ muốn chồng mình đưa hết cho mình thôi à, không muốn chia sẻ với bất cứ ai. Điều đó lâu ngày khiến cho chồng của chúng ta trở nên bất hiếu. Một đạo lý đơn giản là cha mẹ ruột của chồng mình mà chồng còn không thương yêu, huống chi là mình. Nếu có thương yêu đi nữa thì tình cảm đó chỉ là giả tạm, không bền lâu. Và lúc nhỏ chúng con có một cái thắc mắc là anh chị em sống trong một gia đình rất là thương yêu với nhau, thuận hòa với nhau. Khi lớn lên có vợ lập gia đình rồi thì trở nên bất hòa, tranh giành tài sản, hơn thua, ra tòa thưa kiện, làm cho gia môn dậy sóng. Con mới đem điều này thưa với mẹ. Mẹ mới trả lời rằng cũng chính là do người dân vào nhà mình vô tình phá huy, phá đi gia đạo. Không phải con vơ đũa cả nắm, mà để cho gia đình chúng ta được hạnh phúc thì những người vợ, người con dâu, con rể hãy nên khuyên chồng mình, vợ mình nên hiếu thảo với ông bà cha mẹ và thuận hòa với anh chị em trong gia đình. Thì có như thế gia đình chúng ta mới im ấm thuận hòa. Và có như thế thì gia đình chúng ta mới im ấm thuận hòa được. Và cái mong ước thứ hai, người chồng mình có mượn cái mơ ước là có một người con trai hiếu thảo với gia đình, có ích cho xã hội để nối dõi tông đường. Và thứ ba, người chồng mình mơ ước được một bữa cơm gia đình thật đầm ấm. Và thứ tư, mơ ước ôm cùng với vợ mình ôm lại những kỷ niệm ngày xưa. Và khi mà đầu tiên mình phải tội nguyện những cái mong ước của chồng mình, thì như vậy chúng ta mới dễ dàng dẫn nhập chồng mình vào Phật đạo được. Và con coi những cái buổi giảng của sư phụ kể về những câu chuyện đời thường thực tế, thì chúng con đã đúc kết được một bài học tham khảo. Và sau đây chúng con xin kể ra để cho đại chúng của chúng ta cùng tham khảo. Nếu mình là một người vợ đã biết Phật pháp, đã ăn chay trường, đã tu tập rồi, mà mình muốn dẫn dụ chồng mình cũng giống như mình, cũng biết Phật pháp, tu tập ăn chay trường, nhưng mà khó, rất là khó khăn, chúng ta phải tội nguyện thỏa mãn những cái mơ ước của chồng mình, thì có như vậy chúng ta mới dễ dàng đưa chồng mình vào Phật pháp. Khi mà chồng mình vừa mới đi làm về rất là mệt, mình phải hoan hỷ tiếp đón,
và mình nấu một bữa cơm thật là ngon, dùng cái tâm cung kính của mình để nấu bữa cơm cho chồng mình ăn. Chồng mình vừa mới đi làm về, bước vào cửa. Dạ, anh mới đi làm về, anh rửa mặt, thay đồ rồi em dọn cơm cho anh ăn nha. Cái gì? Bà muốn tôi ăn chay trường giống như bà? Dạ không có, em làm mặn. Ủa, bà phá giới em mặn rồi sao? Dạ không có, em làm hai phần, một phần là mặn cho anh, còn một phần chay là của em. Thôi anh rửa mặt nhanh lên đi, em dọn cơm sẵn rồi nè, rồi vợ chồng mình cùng ăn. Chúng ta phải hết sức nhỏ nhẹ, có như vậy thì lâu ngày chài tháng, nhưng mà đặc biệt là phải dọn ra hai bữa, một dọn ra hai phần, một phần chay và một phần mặn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi 10 ngày như chục, chúng ta làm với cái tâm cung kính như vậy. Đến một ngày nọ, chồng mình mà nếu mà chấp thuận, chồng sẽ nói như vậy: cái bà này kỳ ghê, để gia đình có hai vợ chồng thôi mà bà chia ra hai mâm, ăn xong mà nghe nó buồn quá, thà tử biệt chứ ai nỡ sanh ly. Thôi, ngày mai bà làm cơm chay cho tôi ăn luôn đi. Đó, chúng ta như vậy chúng ta đã biết chúng ta đã thành công bước đầu. Nếu mà chúng ta làm đủ mọi cách mà chồng chúng ta chưa thay đổi, thì tiếp theo chúng ta tiến vào giai đoạn thứ hai là giai đoạn im lặng. Dù ông chồng mình không có nói cỡ nào đi chăng nữa, mình cũng không được phép trả lời lại. Ông có la, có đánh, có đập, có chửi rủa, mình cũng không được phép nói lại: cái bà này sao đi chùa hoài vậy, sao không dọn lên chùa ở luôn đi. Mình phải hoan hỷ vui vẻ tiếp nhận. Đã tiền không có mua bánh ăn rồi mà bà còn đem đi phóng sanh, làm mấy chuyện tào lao quá đi. Chúng ta phải cố gắng chịu đựng, im lặng, không nói trả lại dầu chỉ một câu. Con nhớ sư bà Diệu Âm Liên Phương có nói một điều mà con còn nhớ, là người ta chửi mình, người ta đánh mình mà mình không đánh lại, không nói lại, thì đó là tiệm đức đi theo Phật. Con thấy điều đó đúng. Và con có một cái mẫu chuyện để minh chứng cho việc này. Nhờ cái công đức nhẫn nhục, công đức chịu đựng mà khiến vô hình chung, khiến chuyển hóa những cái người thân trong gia đình mình. Có một cô gái làm dâu trong một cái gia đình nọ, gặp trúng một bà mẹ chồng thật là cay nghiệt khó khăn. Làm chuyện gì không vừa ý bà, trái tai gai mắt là bà la, bà chửi, bà đánh cho. Nàng con dâu này phải chịu đựng bao nhiêu nỗi vất vả khổ cực cô phải gánh trên vai, bao nhiêu nỗi khổ đau căm hờn cô đơn cô phải nuốt vào tim. Tức nước thì vỡ bờ, cổ tính âm mưu để mưu sát bà mẹ chồng này, và cổ đi tìm đến một vị thầy thuốc đông y kia để hút thuốc mưu sát mẹ. Ông thầy ổng mới nói với cô rằng: con làm vậy là không có được đâu nha. Bây giờ nếu mà con mua thuốc cho mẹ con uống mà chết liền á, thì thiên hạ sẽ dị nghị, bà con hàng xóm sẽ dèm pha nói con là con dâu bất hiếu. Bây giờ thầy cho con một cái liều thuốc để con về con cho mẹ con uống, mẹ con sẽ chết từ từ. Nhưng mà thầy dặn con như thế nào, con phải làm y chang như vậy cho thầy. Đầu tiên con về con đem thuốc con bỏ vô thức ăn hàng ngày cho mẹ con ăn. Và nếu như mẹ con có la con thì con cũng không được cãi lại. Mẹ con có đánh con, có đập con, có chửi con phải nuốt vào tim, cam tâm chịu đựng, không được nói lại dầu chỉ một câu. Con phải làm y chang như vậy cho thầy. Cô con dâu này khổ đau quá rồi nên tin theo lời thầy, về hàng ngày pha thuốc vào thức ăn cho mẹ ăn. Bao nhiêu việc nhà, bao nhiêu công việc, như là chẻ củi, nấu cơm, gánh nước, tất tần tật những công việc lớn nhỏ trong ngoài cô ta đều làm hết. Chịu đựng đi tất cả những việc nặng, việc lớn, việc nhỏ cô ta đều làm hết. Vậy mà còn bị bà mẹ chồng đánh đập la chửi: mày nấu cơm sao sống nhăn vậy? Mày biết tao sống răng không? Mày nấu cơm vậy làm sao tao nhai được? Bà chửi, bà la quá trời, không cho cô ta này yên một ngày nào hết. Do cô này nhớ lại thầy dặn là phải im lặng, cam tâm chịu đựng một cách
vô điều kiện, lâu ngày chài tháng, ngày này qua tháng nọ, đến một ngày kia, tự nhiên bà mẹ chồng mới sực tỉnh ra. Ủa, bao nhiêu công việc con phải gánh vác trên vai, bao nhiêu sự khổ đau con phải cam chịu, vậy mà mẹ không biết thương con, mẹ còn la, còn đánh, còn chửi con nữa. Con có hiểu cho mẹ chăng? Bây giờ xin con hãy tha thứ cho mẹ. Từ đó, bà mẹ chồng này mới sống chan hòa với cô dâu và đối xử tốt với cô con dâu này. Cô con dâu cũng có hiếu thảo và đối xử tốt với bà mẹ chồng. Cô ta sực tỉnh. Ủa, hồi trước mình cho mẹ mình uống thuốc độc mà, rồi bây giờ phải làm sao? Cô ta bèn quay trở lại vị thầy thuốc đông y kia, xin thầy cứu giúp. Thầy ơi, bây giờ mẹ con tha thứ cho con rồi, mẹ con đã tha lỗi cho con rồi, mẹ con đối xử tốt với con rồi, thầy ơi, mà con cho mẹ con uống thuốc độc, bây giờ con phải làm sao đây thầy? Ông thầy mới nói rằng, con yên tâm đi, hôm bữa thầy đưa con á, chỉ là thuốc bổ thôi, không có sao đâu. Điểm quan trọng chính yếu ở đây á, là con phải nhẫn nhục, kiên định, chịu thương, chịu khó, có công mài sắt rồi có ngày nên kim thôi con à. Không sao đâu con. Cô con dâu này vui mừng rất là nhiều. Qua câu chuyện này chúng ta thấy cái công đức mà nhẫn nhục, chịu đựng rất là vi diệu. Giả sử như cô con dâu này biết đến Phật Pháp thì hay biết mấy, mẹ chồng có la, có đánh đập đi chăng nữa, thì cô ta cũng chân thành niệm Phật, A-di-đà-Phật, A-di-đà-Phật, thì lâu ngày chạy tháng thì cũng chuyển đổi được gia đình thôi. Nếu mà chúng ta nhẫn nại, nhẫn nhịn, chịu đựng mà cũng không có si nhê gì, chúng ta tiếp đến giai đoạn nữa, đó chính là mình phải ôn lại những kỷ niệm ngày xưa với chồng mình. Thường thường nếu mà mình xin chồng mình đi phóng sanh, đi chùa, nghe kinh niệm Phật thì ông không muốn cho mà còn chửi nữa. Như vậy bây giờ chúng ta phải nói: anh ơi, hôm nay kỷ niệm một ngày cưới của chúng ta nè, thôi anh chở em đi lên chùa Tịnh Thất Quan Âm, nghe sư phụ giác nhàn thuyết giảng kinh pháp, rồi phóng sanh, mình chuộc đi cái hạnh phúc của những loài chim, loài cá, thì gia đình mình được cái quả báo là được hạnh phúc vui vẻ thôi anh nhé. Cái gì? Ngày vui vẻ mà tự nhiên bà này đi chùa, xong đi chỗ khác chơi đi bà. Thôi anh ơi, lâu lâu có một ngày mà anh chịu ý em đi mà. Thì mình phải nói nhỏ nhẹ như vậy. Mình có thể sử dụng các ngày như là kỷ niệm một ngày cưới, kỷ niệm một ngày mình mới quen nhau, kỷ niệm một ngày mình mới vừa nhận được món quà đầu tiên từ chồng mình. Mình dùng thiện xảo phương tiện vậy đó mà. Và nếu như mà không được nữa, chúng ta tiếp đến giai đoạn nữa được gọi là vòng chung kết xếp hạng. Thường thường ngày chồng mình có một mơ ước rằng có một người con trai hiếu thảo với cha mẹ, có ích cho xã hội để nói giỏi con đường, thì chúng ta phải biết cách khi mà quá trình mình mang thai, mình phải nhớ đến một việc là sử dụng quá trình thai giáo. Vì sao vào thời cổ đại các bậc hiền nhân thánh nhân xuất hiện nhiều trong cõi đời này? Chính là do những người phụ nữ, những người vợ, những người mẹ vào thời đó biết áp dụng quá trình thai giáo trong khi mình mang thai, là mình hằng ngày phải nghe kinh, nghe những lời thánh nhân dạy, nghe những lời cổ nhân dạy, và mình áp dụng vào trong cuộc sống. Mình làm những việc công đức, in kinh, phóng sanh, làm tượng Phật, bố thí, cúng dường, làm tất cả những việc phước thiện. Và đặc biệt trong quá trình mang thai, người mẹ không được nổi lên những cái tâm tham sân si, mạn nghi, ác kiến. Thì có như vậy, khi mà đứa con của chúng ta sinh ra sẽ hội đủ những tinh hoa, những cái công đức mà người mẹ trong quá trình mang thai đã làm. Thì có như vậy chúng ta sẽ sản sinh ra được một thánh nhân, được một hiền nhân trong cuộc sống, nếu chúng ta áp dụng một cách chặt chẽ. Và chúng ta nói với chồng mình: anh ơi, em nghe sư phụ giác nhàn giảng là trong quá trình mình mang thai phải nghe kinh nhiều, cho con của chúng ta sau này được thông minh học giỏi. Mình phải phóng sanh nhiều để con của chúng ta sau này sinh ra được sức khỏe, sống lâu, ít bệnh hoạn. Bà bắt đầu mê tín dị đoan rồi đó nha.
Ông thầy nào dạy như vậy? Anh ơi, em thấy bây giờ xã hội nguy kịch, con người tạo nhiều tội ác, mặc tình tạo tội, làm điều phi pháp, trái ngược trời đất, buông lung hao tổn tài sản. Con nít mới 10 tuổi đã biết yêu, em không muốn con của chúng ta sau này sinh ra như vậy. Em muốn con của chúng ta sau này sẽ hiếu thảo với cha mẹ, kết trong xã hội. Anh không thương em thì cũng có thương con mình chứ anh. Quan trọng chúng ta phải nhỏ nhẹ. Điểm chính yếu là cái câu này nè. Anh không thương con mình sao anh? Dù người đàn ông có mạnh mẽ đến cỡ nào, khi mà chúng ta biết được điểm yếu đó, chúng ta chỉ cần vuốt nhẹ là ông chồng mình cũng siêu lòng liền. Nếu mà chồng chúng ta đã chấp thuận rồi, chúng ta có cơ hội mở kinh pháp, mở niệm Phật, mở đĩa giảng của sư phụ giác nhàn trong nhà mình xuyên suốt, mở lớn lên, vô hình chung sẽ các chư vị hữu hình và vô hình đều nghe được. Và đặc biệt chồng mình sẽ nghe được những lời kinh, lời pháp này thấm vào trong tim, và thai nhi chắc chắn sẽ ảnh hưởng được cái công đức mà nghe kinh niệm Phật này, tương lai nó sẽ trở thành một đứa bé rất là tốt. Và điều thứ hai nữa, mình đến khi mà khuyên chồng mình ăn chay. Anh ơi, em ăn chay trường lâu rồi, quen nhiễm không có ngửi được mùi mặn. Anh thương em, anh hãy làm chay trong gia đình. Em ngửi mùi mặn không có quen, bây giờ thai nghén nó hành nữa đó anh. Cái gì? Bà muốn tôi bắt đầu ăn chay trường giống như bà? Tôi còn công việc đằng đằng đê đê, còn ngoại giao tiếp khách nữa, làm sao tôi ăn chay trường giống như bà được? Anh ơi, sư phụ có dặn, trong quá trình mang thai này, anh đừng có để cho em buồn phiền. Đừng có để cho em buồn phiền. Nếu anh ăn chay không có được thì khi mà về nhà anh phải làm toàn là đồ chay cho em ăn. Rồi mà ra ngoài anh muốn ăn mặn với bạn bè, anh muốn đãi đằng khách khứa gì cũng được, nhưng mà về nhà thì hãy làm chay nha anh, đừng có làm mặn. Em ngửi mùi mặn không có quen, mà con của chúng ta sau này sinh ra sẽ bị ảnh hưởng nữa đó anh. Anh không thương con mình sao anh? Quan trọng là cái câu đó đó, cái câu điểm yếu là cái câu đó đó. Thôi được, tôi vì thương con đó nha. Nhưng mà tôi ăn chay 9 tháng đó, chừng nào mà con nó sinh ra là tôi bắt đầu ăn mặn lại đó nha. Rồi, chồng của chúng ta đã bắt đầu chuyển đến bước ăn chay được 9 tháng. Nhưng mà kệ, ổng ra được, ổng muốn quan hệ qua lại với bạn bè thì ăn mặn chút xíu cũng không sao. Đến khi mà mình khuyên chồng mình đến công đức phóng sanh. Anh ơi, bây giờ bụng mang dạ chữa, bụng càng ngày càng lớn, em ra chợ mua đồ phóng sanh không có được. Anh giúp giùm em ra chợ mua cá, thả chim, rồi hồi hướng công đức đó cho em sau này được mẹ tròn con vuông nha anh. Cái gì? Bà biết tôi còn công ty, còn công việc, làm sao có thời gian rảnh để mua cá phóng sanh cho bà? Anh ơi, em buồn là con cũng buồn nữa đó anh. Anh ra chợ, anh mua cá, rồi thả chim, phóng sanh đi mà. Tôi đâu có biết phóng sanh đâu. Không sao đâu, anh chỉ cần ra chợ mua cá, rồi đọc cái cuốn phóng sanh này của Tịnh Thất Quan Thế Âm bày, rồi thả cá, vậy là xong thôi à, không có gì đâu. Như vậy, chúng ta đã khuyên được chồng của chúng ta nghe kinh niệm Phật, ăn chay và phóng sanh nữa, công đức quá là thù thắng. Nếu chúng ta làm được như vậy thì chúng ta sẽ cảm hóa, Phật hóa được gia đình. Và còn như nếu ông chồng mình không như cái mà cái mẫu chuyện, cái ví dụ của con vừa kể ra, thì chúng ta áp dụng theo cách của sư phụ dạy, đó chính là ghi tên họ của chồng mình vào tờ giấy, để lên bàn thờ, hàng ngày niệm Phật, lại Phật, hồi hướng, chắc chắn một ngày sẽ chuyển đổi. Còn bao lâu thì chuyển được thì chúng con không dám bảo hành, bởi vì sư phụ có dạy là quan trọng ở đây là tâm mình thành kính, một phần thành kính là một phần lợi ích. Nếu như chúng ta áp dụng được những việc trên, gia đình chúng ta sẽ được Phật hóa, mọi người thành viên trong gia đình được im ấm thuận hòa, gia đình được hạnh phúc, thì vô hình chung sẽ cảm động những bà con hàng xóm xung quanh. Ô cái bà kia, sao bà kia làm cách gì mà gia đình bà thuận hòa im ấm, con thảo cháu hiền, dâu ngoan vợ thảo như vậy? Mình phải đến mình tìm hiểu xem. Sẵn dịp đó mình mới nói với chồng mình,
Tôi nhờ lên tỉnh Thất Quan Âm nghe sư phụ giác nhàn giảng phóng sanh niệm Phật, in ấn tấm tượng Phật mà gia đình tôi được hạnh phúc như vậy đó. Bà muốn gia đình bà hạnh phúc như tôi thì phải bà là hãy làm như tôi nha bà. Thì vô tình mình sẽ độ được những người bà con hàng xóm xung quanh, gia đình sẽ được an ổn và thuận hòa hơn. Còn chúng con thiết nghĩ gia đình là một tế bào của xã hội, gia đình có hạnh phúc, yên ấm, vui vẻ thì xã hội mới được an định. Cũng như vậy, các cụ, các chú ở tỉnh Thất Quan Thế Âm cũng như là những tế bào trên thân thể của sư phụ giác ngàn, các chú, các cụ có tu tập tinh tấn sống với nhau hòa một thì sư phụ sẽ được vui vẻ, an ổn, yên tâm, hoằng pháp phương xa. Còn như những cái việc mà mình tổ chức như những ngày cảm niệm ân sư, hoài niệm ân đức, kính trọng sư trưởng thì đó chỉ là những yếu tố chưa có quan trọng, mà điểm chính yếu ở đây là các cụ phải tinh tấn tu tập, không tranh cãi với nhau, các chú phải hòa một niệm Phật thầm nhiếp môi, đại chúng sống với nhau luật hòa, thì có như vậy chúng ta mới thiết thực báo ơn cho sư phụ. Và những cái việc làm trên, nếu mà gia đình chúng ta chuyển đổi được hạnh phúc thì những cái hạnh phúc đó nó không có bền lâu, nó chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Và để đảm bảo cho hạnh phúc đó được mãi mãi bền lâu thì sư phụ có dạng là tất cả những thành viên trong gia đình mình phải có cùng một lý tưởng, có cùng một con đường. Lý tưởng đó là gì? Lý tưởng đó là tin Phật, niệm Phật, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Con đường đó chính là con đường sinh lộ. Thì có như vậy hiện tiền gia đình người đó sẽ được hạnh phúc, sức khỏe, tâm an, thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ. Và đến khi lâm mạng chung thời, Đức Phật A Di Đà hiện ra tiếp dẫn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì có như vậy hạnh phúc gia đình mới được mãi mãi và bền lâu. Chúng con xin được phép trở lại đề tài. Giả sử cúng dường hằng sa thánh, hằng sa ý nói là các sông Hằng, ý chỉ cho số lượng nhiều. Vào thời Đức Phật còn tại thế, Ngài giảng kinh thuyết pháp ở hai bên lưu vực sông Hằng. Và mỗi khi mà đến ví dụ những số lượng nhiều thì Ngài thường thường đem các sông Hằng ra để làm ví dụ. Và thánh ở đây Hòa Thượng Tịnh Không có giảng là tính từ bậc sơ địa Bồ Tát trở lên. Và Đức Phật có so sánh rằng tất cả những công đức của chúng ta cúng dường bố thí, cúng dường đến những vị thánh, những vị thánh nhân nhiều như số cát sông Hằng thì cái công đức phước báo đó cũng không bằng chúng ta kiên giọng cầu chánh giác. Kiên là kiên trì, giọng là giọng mạnh. Chánh giác ở đây chính là chúng ta chân thật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như lúc trước sư phụ có đề xướng phong trào là mỗi buổi tối là nên đại chúng nên đi kinh hành hộ niệm trong phòng hộ niệm. Lúc đầu sư phụ phát động phong trào thì ai nấy cũng đồng tình, ai nấy cũng ủng hộ, tham gia hoan hỷ rất là nhiều. Nhưng một thời gian chỉ còn có le que có mấy người thôi. Như vậy cái tâm đó của chúng ta không phải là tâm kiên giọng cầu chánh giác. Câu đầu tiên, giả sử cúng dường hằng sa thánh, đây là ý chỉ, ý Đức Phật chỉ chúng ta việc tu phước. Còn kiên giọng cầu chánh giác là Đức Phật muốn nói chúng ta tu huệ, chúng ta phải kết hợp phước huệ song tu. Nếu mà chúng ta tu phước không thì cũng không có được. Nếu tu phước nhiều quá chúng ta sẽ có phước báo rất là lớn. Con thấy ở bên Mỹ có những chú chó, những con vật thú nuôi người ta rất là cưng. Khi mà lên xe buýt đó, thì sau ưu tiên cho người phụ nữ mang thai đầu tiên, rồi đến ưu tiên cho con chó, rồi mới tiếp theo là người đàn ông. Chúng ta thấy là mấy con vật cưng ở bên Mỹ người ta rất là cưng và quý, đó là có phước báo. Còn nếu chúng ta mà tu phước, chỉ tập trung tu phước không á, chỉ tập trung tu huệ không á, thì như câu chuyện vào Phật còn tại thế, Phật nói có một vị A-la-hán kia đi khất thực hết 7 nhà mà không có nhà nào cho hết. Đó là việc chúng ta tu huệ. Giả sử cúng dường hằng sa thánh không bằng kiên giọng cầu chánh giác. Sau đây chúng con xin được trích dẫn một đoạn kinh trong kinh Hoa Nghiêm để minh chứng cho hai cái câu kinh này.
Này thiện nam tử, trong các loại cúng dường, pháp cúng dường là bậc nhất. Pháp cúng dường là cúng dường bằng cách tu hành đúng như lời Phật dạy, cúng dường bằng cách lợi ích chúng sanh, cúng dường bằng cách nhiếp thọ chúng sanh, cúng dường bằng cách chịu khổ thai cho chúng sanh, cúng dường bằng cách xin tu các căn lành, cúng dường bằng cách chẳng bỏ Bồ Tát nghiệp, cúng dường bằng cách chẳng rời Bồ Đề tâm. Này thiện nam tử, công đức của vô lượng các thứ cúng dường trước đó, ý nói cúng dường bằng tài vật, đem so với công đức của pháp cúng dường dẫu trong một niệm thì chẳng bằng được một phần trăm, một phần ngàn, cho đến cũng chẳng bằng nổi một phần trăm ngàn câu chi na do tha, ca la phần, tóm phần, số phần, dụ phần, u bà ni sa đà phần. Vì sao vậy? Vì các đức Như Lai tôn trọng pháp, do tu hành đúng như lời dạy sẽ sanh ra chư Phật. Vì nếu các Bồ Tát thực hành pháp cúng dường thì chính là thành tựu việc cúng dường Như Lai. Vì tu hành như thế mới gọi là chân chánh. Qua đoạn văn này chúng ta thấy là cái việc làm của chúng ta, nếu mà chúng ta muốn giúp đỡ một người nào đó, cho người ta 1.000, 2.000, 3.000, 1 triệu, 2 triệu cho đến 10 triệu và giàu cho người ta 7 báo, thì cái công đức đó cũng không bằng công đức chúng ta nói cho họ nghe một câu kinh, khuyên họ niệm Phật để họ sau này vãng sanh thành Phật, thì đó mới rốt ráo viên mãn giúp cho người khác. Và chúng con thấy ở trong chánh điện của chúng ta, những số nam Phật tử số lượng nhiều hơn nữ Phật tử. Tuy rằng nam Phật tử có ít như vậy, khi mà họ tu thì rất là tinh tấn, dũng mãnh hơn những người nữ nhiều. Chúng con nhớ vào lúc trước chùa mình còn rất là đông, có một cô gái cổ dẫn theo hai đứa con. Con nhớ hình như là một đứa 4 tuổi, một đứa 3 tuổi. Cô này bị chồng đánh đập, xua đuổi ra khỏi nhà. Cô lang thang vất vưởng cảnh màn trời chiếu đất, cô mới lặt lội tìm đến tỉnh Thất Quang Thế Âm để xin các chú cho vào ở. Lúc đó chùa đông, các chú không có cho, vì cô này cũng còn trẻ và dẫn theo hai đứa con nữa. Cô ta năn nỉ, ỉ ôi, khóc lóc van xin, kể lể rất là nhiều. Các chú thương tình nên mới tạm nhận cho cái cô này ở đỡ vài ngày. Cô này mừng quá, khi vừa vô trong chùa tu tập rất là tinh tấn, biết ngoài đời rất là khổ, cảnh đời là giả tạm đau khổ, con người hương tình giả ý với nhau. Và cô ta biết được pháp môn niệm Phật, một đời này có thể chấm dứt sanh tử luân hồi, lìa khổ được vui. Cô ta tu tập thật là tinh tấn, tu một ngày 4 thời mà còn lo cho con của mình nữa. Nhờ công đức tụng kinh Vô Lượng Thọ niệm Phật A Di Đà, phóng sanh, ăn chay mà một thời gian ngắn thôi, thân tướng của ta được thay đổi một cách rất là lạ kỳ. Vào một ngày nọ, không biết sao chồng của cổ tìm đến tỉnh Thất Quan Âm và gặp được cô này. Ông ta sực hết hồn giật mình, sao mà vợ mình thay đổi như vậy. Ông chồng này mới nói nhẹ vào tai của cổ, không biết nói cái điều gì á, và cô này cũng siêu lòng, không biết ông chồng ổng thổi cái gì trong lỗ tai mấy thổi mà cô này cũng siêu lòng. Cuối cùng cổ cuốn gói dẫn hai đứa con trở về gia đình lại. Bởi vậy qua câu chuyện này chúng con cảnh tỉnh là dù có trở duyên, có thuận duyên hay nghịch duyên đi cỡ nào, chúng ta nếu đã quyết định chọn được một pháp môn tu, chọn được một con đường, dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta phải kiên dũng cầu chánh giác, cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Dù ai có nói ngã nói nghiêng thì lòng ta vẫn giữ như kìm ba chân. Dạ, A Di Đà Phật. Con thấy cái quá trình mà tu tập không hề đơn giản, có những cái nghịch duyên, những cái thuận duyên rất là nhiều. Chúng ta phải cảnh tỉnh hàng ngày, cảnh tỉnh từng ly từng tí. Vì sao Đức Phật lại so sánh cái công đức của chúng ta bố thí cúng dường không bằng công đức chúng ta kiên dẫn cầu chánh giác? Vì trong kinh Kim Cang có dạy: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng,
Những gì có hình tướng bên ngoài như là tạo tượng, đúc chuông, xây chùa, làm những việc công đức phước thiện, đó chỉ là phước báo phủ lậu. Ủa, nói như vậy không lẽ chúng ta không làm nữa? Mà chúng ta phải làm, nhưng mà chúng ta đừng có chấp vào việc làm của mình. Để không chấp vào việc làm đó thì chúng ta theo lời của sư phụ chỉ dạy là chúng ta phải hồi hướng tất cả những công đức phước thiện, những công đức in kinh phóng sanh làm phước thiện, hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, thì chúng ta sẽ chuyển đổi được cái công đức phước báo hữu lậu này trở thành vô lậu. Và nhiều quý Phật tử, nhiều gia đình nghe được việc mà tu phước, tu thiện, niệm Phật rất là thích, nhưng mà họ bận công việc nhiều quá. Tuy rằng họ đã ăn chay rồi, họ đã biết được Phật Pháp rồi, họ đã biết được pháp môn tu rồi, nhưng mà họ cứ băn khoăn một điều là tôi không có thời gian để tôi tu huệ, tôi không có thời gian để tôi tu phước, như vậy phải làm sao? Chúng con có một lời khuyên đến những gia đình, những quý Phật tử nào mà đang có tâm trạng như vậy, rằng khi mà chúng ta làm công việc hàng ngày, buổi sáng thức dậy áp dụng theo lời của Hòa Thượng Tịnh Không chỉ dạy là sử dụng phương pháp niệm Phật thập ký số, là vừa thức dậy chúng ta nhiếp tâm lại niệm Phật 10 lần: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đến khi trước khi dùng sáng chúng ta cũng niệm Phật 10 lần, và sau khi dùng sáng chúng ta niệm Phật 10 lần, và trước khi dùng cơm trưa, sau khi dùng cơm trưa, trước khi dùng chiều, sau khi dùng chiều, như vậy tính cộng đi cộng lại theo phương pháp Hòa Thượng chỉ dạy thì một ngày cũng được 10 lần. Và theo cái phong tục của người Việt Nam, thường thường là mỗi buổi tối chúng ta thường quay trở về gia đình của mình để dâng lên bàn Phật, bàn tổ tiên ông bà những cái nén tâm hương, thì trong khi đó chúng ta cũng vẫn niệm Phật, niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, và hồi hướng công đức niệm Phật trong một cái ngày này. Và cũng như những công đức mà mình làm được, ví dụ như người ta làm ruộng, làm nông, làm giáo viên, làm thợ may, dệt vải, làm tất cả những cái ngành nghề gì, thì chúng ta hãy đem cái công đức đó cùng với công đức của chúng ta tinh tấn niệm Phật trong một ngày này, hồi hướng và nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Có người hỏi rằng: Ủa, tôi làm công ăn lương mà lấy công đức đâu mà hồi hướng? Chúng con thiết nghĩ trong câu kinh mà chúng ta có đọc là trên đền bốn ơn nặng. Ơn nặng đó đây chính là ơn tổ quốc, ơn chúng sanh, ơn cha mẹ và ơn thầy tổ. Thì những cái việc làm như là nông, làm ruộng, làm vệt vải, tất cả những cái việc làm này, dầu sĩ, nông, công, thương, thì chúng con thiết nghĩ đó cũng có chút phần công đức và phước báu. Bởi vì chúng ta được an ổn ngồi tại đây để tu tập cũng nhờ các chiến sĩ đang canh giữ biên cương ngoài hải đảo. Chúng ta mặc trên người một cái bộ đồ đẹp cũng nhờ những người thợ may dệt vải. Và chúng ta ăn được một bữa cơm ngon cũng nhờ bác nông dân cày bừa cuốc bẫm. Thì con tin chắc mọi ngành nghề trong xã hội, sĩ nông công thương, tất cả những việc làm đó đều có một chút công đức và phước báu. Thì chúng ta không có thời gian tu tập, không có thời gian làm công đức phước thiện, thì chúng ta hãy hết lòng làm cái công việc chúng ta đang làm, và hằng ngày phải chân thành hồi hướng nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Quan trọng ở đây là chúng ta phải kiên trì hằng ngày, lâu ngày dài tháng như vậy, đến ngày lâm mạng chung thời chắc chắn sẽ được hiệu quả. Bởi vì sao? Ngài Ngẫu Ích Đại Sư có một câu nói rằng: được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc hay không là do tín nguyện, phẩm vị cao hay thấp là nhờ chúng ta hành trì sâu hay cạn. Bởi vậy những gia đình mà có công việc rất là bận thì chúng ta hãy tinh chất và hành trì đúng như lời chúng con vừa nêu trên. Và những lời chúng con nói chuyện trong ngày hôm nay là cũng nhờ chính sự đúc kết, và sau khi coi những cái buổi giảng của sư phụ Giác Nhàn kể về những mẫu chuyện đời thường thực tế. Bởi vậy quý đại chúng, quý Phật tử của chúng ta vừa nghe con chia sẻ xong cảm thấy rất là hoan hỷ, nghe sao mà nó quen thuộc, lời giảng sao, lời nói chuyện sao mà nó bình thường thực tế, cũng chính là do chúng ta đã từng nghe rồi, đã từng nghe qua lời của sư phụ Giác Nhàn giảng. Và
con có một cậu bé học lớp 8, cậu mới hỏi với con: chú ơi, con nghe đĩa giảng của sư phụ Giác Ngàn con rất là thích, con rất là muốn đi tu theo sư phụ, con muốn được lên Tịnh Thất Quan Thế Âm để xuất gia tu học, nhưng mà cha mẹ con không có cho, chú cho con lời khuyên đi chú. Con mới nói với cậu bé rằng: bây giờ tuổi của con còn nhỏ lắm, con hãy cố gắng làm tròn cái nhiệm vụ, cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình đi. Hằng ngày con có thời gian rảnh thì con tụng kinh niệm Phật, tụng kinh Vô Lượng Thọ. Từ đây cho đến ngày con vừa tốt nghiệp lớp 12 xong, là con vừa tròn 18 tuổi, thì khi đó con muốn quyết định xuất gia thì cũng chưa muộn. Nhưng mà cha mẹ con tuyệt đối không có đồng ý cho con đi xuất gia, vậy phải làm sao đây chú? Con hãy nghe theo lời của sư phụ chỉ giảng là ghi tên ba mẹ của mình vào tờ giấy, rồi hàng ngày niệm Phật hồi hướng. Một ngày nào đó ba mẹ con sẽ chuyển tâm thôi. Điểm quan trọng thiết yếu ở đây của con chính là con phải giữ cái tâm mà xuất gia này, cái tâm cầu giải thoát này mãi cho đến năm con 18 tuổi, là con vừa tốt nghiệp xong 12, thì khi đó con đã trưởng thành rồi, con đã đủ cái năng lực để quyết định cho cả cuộc đời sự nghiệp của con. Nhưng mà bây giờ chú thấy xã hội rất là nguy kịch, luôn có sự cám dỗ, quan trọng con là có giữ cái tâm được hay là không. Kính thưa mọi người, kính thưa đại chúng, nếu mà cậu bé này có giữ cái tâm của mình, cái tâm xuất gia tu đạo này mãi cho đến năm cậu bé 18 tuổi, mãi cho đến năm cậu bé vừa tốt nghiệp 12 xong, thì cái tâm đó là cái tâm kiên dẫn cầu chánh giác, không thoái chuyển. Còn như từ đây cho đến đó mà cậu bé có thoái tâm thì cái tâm đó không phải là tâm kiên dẫn cầu chánh giác. Bởi vậy chú trả lời con như vậy, cũng như trả lời cho những cậu bé có đồng tâm trạng với con như thế. Và chúng con xin được phép tặng cho quý Phật tử, quý đại chúng ở đây hai câu thơ, cũng như chú tặng cho con và những cậu bé có cùng tâm trạng với con hai câu thơ. Chẳng phải một phen sương thấm lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi thơm. Và hai câu này cũng khép lại buổi nói chuyện chia sẻ của chúng con buổi sáng ngày hôm nay. Chúng con xin chân thành cảm ơn chư Tôn Đức Tăng Ni và quý đại chúng đã dành một chút thời gian để lắng nghe chúng con chia sẻ. Và chúng con xin cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni cùng đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về